Anh bạn à, nếu như anh đem một món quà tặng cho hàng xóm, nhưng người hàng xóm đó từ chối không nhận lấy món quà, vậy thì món quà đó sẽ thuộc về ai? Đương nhiên là của tôi. Cũng như thế, những lời anh lăng mạ ta, ta cũng sẽ không đón nhận nó, cuối cùng vẫn trả về cho anh. Chửi mắng, đó là hành xấu, nó không có kết quả tốt đẹp. Giống như tiếng gian của âm thanh, khiến lời nói ác gian dội trong tâm của anh. Giống như con người không thể tách rời chiếc bóng của họ vậy. Cũng thế thôi, ác hành cũng không rời xa người làm ác, chúng sẽ trở lại khiến cho anh càng thêm đau khổ. Những gì ta muốn nói ở đây chính là sự tỉnh ngộ giúp anh nhận ra chính bản thân của mình, khiến tà niệm và ác hạnh dần dần biến mất. Love.